Ủa anh Tám, anh qua tìm con Lẹ hả? Nó nói nó đi qua làng bên á, tới chiều nó mới về. Tôi biết mà, cho nên tôi mới qua đây. Tôi qua đây là cố tình tôi thăm thằng Tâm. Mà chị, bữa nay nó cũng khỏe cũng đỡ rồi hả chị? Dạ, bữa nay nó khỏe nhiều rồi anh. À, khỏe là khỏe vậy thôi, chứ đôi mắt của nó làm sao mà khỏe được. Anh nói cái gì mà nghe kỳ cục vậy anh Tám? Anh sai rồi đúng không? Ai nói với chị? À hả? Ai nói với chị là tôi sai? Nhưng mà có kỳ cục thì tôi cũng nói. Tôi nói thiệt con Lẹ là nó vì cái tình cái nghĩa cho nên nó mới gồng gánh nó cưu mang. Cái chuyện nó mù quáng là tôi không có trách nó. Nhưng mà tôi trách đó là tôi trách chị với thằng Tâm con của chị á. Ấy con gái của tôi hiền. Thì hai người yên lặng để lợi dụng con nhỏ vậy á hả? Anh nói sao mà khó nghe quá vậy? Tôi lợi dụng con Lẹ. Có nghe thì chị cũng phải nghe. Tôi hỏi chị có khi nào chị nghĩ tới thằng già này không? Con tôi sinh ra, tôi nuôi nấng cho nó lớn lên vậy. Cuối cùng thì nó đi làm mọi chuyện cho người khác không có điều kiện gì hết. Tôi nói chị nghe nè, cái chuyện mà xui rủi của thằng Tâm á, tôi biết là tôi cũng có lỗi. Nhưng mà chị cứ nghĩ đâu phải gì vậy đâu. Mà bắt con Lẹ nhà tôi á, là phải làm tôi mọi cho thằng Tâm suốt cả đời vậy đó. Con tôi á, nó chung tình với thằng Tâm, thì con chị ít ra nó cũng phải biết thương con tôi chứ. Tuổi xuân của con tôi nó phơi phới vậy mà bây giờ nó phải lo nó nuôi thằng Tâm cho tới lúc nó thành bà cụ già lụm cụm sao. Chị thấy như vậy có bất công với con gái tôi quá không? Như vậy mà không lợi dụng là sao hả? Ê, vừa phải thôi nghe. Nói trung tim đen rồi rơm rớm nước mắt.